Quảng Hân mến chào quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Câu chuyện phái mạnh. Chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình VTV9, Đài truyền hình Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một vị khách mời, đó chính là tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân. Dạ, em chào anh ạ. Xin chào Quảng Hân và xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. Dạ thưa anh Quân, trong gia đình Việt Nam hiện nay, thông thường tài chính sẽ quy về cho người vợ giữ. Và từ đó thì nảy sinh một cái vấn đề, đó chính là các ông chồng sẽ thường phải tìm cách để giữ lại một quỹ riêng cho mình để có thể sử dụng những cái việc riêng. Và từ đó thì nảy sinh những cái vấn đề trong gia đình, và đặc biệt thì người vợ họ sẽ không thích cái việc chồng mình giấu quỹ đen. Vậy thì ngay bây giờ Quảng Hân xin được phép mời anh Hồng Quân cùng với tất cả quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một đoạn tình huống để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này nhé. Ủa, chết rồi, tiền đâu rồi ta? À, quên. Tám trăm lẻ hai ngàn. Anh à! Ơi, trời! Anh Đạt ơi! Ủa, mới đi chợ mày về nhanh vậy trời? Chết rồi. Ông Đạt! Làm gì vậy? Gì? Sao người tát mồ hôi hết trơn vậy? À, ây da. Bị gì? Trời, tự nhiên nó bị trúng gió hay gì á. Đau bụng quá. Trời đất ơi, ban ngày ban mặt làm gì nóng cửa rèm hết trơn vậy? Thì đó. Đó làm sao? Thì đó, thì nãy mở cửa xong rồi gió nó luồn vô trúng gió cho nên sợ quá kéo cái rèm lại cho gió nó khỏi luồn vô. Trời, to hết mồ hôi luôn á. Nè ha, tôi là tôi nghi lắm nha. Ông giấu gì tôi đúng không? Giấu gì? Đâu có giấu gì đâu. Thiệt. Giấu cái gì khai ra? Không có giấu. Thiệt không? Có. Giấu gì? Tình yêu của anh. Tào lao thiệt á. Thôi mệt quá, giỡn rồi, đi. Em đi chợ về mệt không? Mệt. Mệt đi vô nấu ăn đi. Ngon ha. Bình thường nhiệm vụ này của ai? Của anh chứ của ai. Anh giỡn thôi chứ. Anh đi vô nấu ăn nha. Đây. Dạ thưa chuyên gia, vậy thì tại sao mà các ông chồng lại thường có tâm lý là phải giấu quỹ đen ạ? Khi mà nói đến quỹ đen thì chắc chắn là nó không có trắng rồi. Và nói đến đen có nghĩa là mọi người hay nghĩ là dùng vào những cái mục đích gì đó nó không có trong sáng, nó không có rõ ràng thì mới phải dùng cái từ quỹ đen như vậy, đúng không Quảng Thanh? Chúng ta thấy rằng là thông thường á thì người vợ sẽ là người giữ tay hòm chìa khóa, tức là quản lý tất tần tật mọi cái khoản chi tiêu. Và như vậy thì đôi khi có những cái khoản phát sinh á, nếu như mà người vợ hiểu và thông cảm thì chắc là sẽ không có gì khó khăn đối với người chồng. Nhưng mà có những cô vợ thì đôi khi họ không thật sự hiểu điều đấy, và tính theo một cách rất là công thức, theo kiểu là ví dụ như một ngày bao nhiêu tiền nè, rồi mỗi các khoản gì là có cái con số hết rồi, thế là đưa đúng nhiêu đó thôi. Mà thật ra thì trong cuộc sống sẽ có những lúc bị động mà. Rồi lại nhất là những cái mối quan hệ đôi khi mình đâu có biết trước đâu đó. Nhưng mà ví dụ như bạn bè hoặc là có một cái gì đó phát sinh mà lúc đấy mình không có tiền thì thực sự nó rất là kẹt luôn. Nên là có lẽ rằng là để mà ứng phó với những cái tình huống phát sinh đột xuất như vậy á, thì các ông chồng phải nghĩ đến cái việc là mình phải có một cái khoản dự phòng. Và cái khoản dự phòng này nó sẽ tùy vào mục đích. Nếu mà cái mục đích nó không thật sự rõ ràng thì quỹ này nó đen thật. Còn nếu như mà cái mục đích thì chỉ đơn giản là mình có cái khoản để mình xoay trở trong những cái tình huống phát sinh thôi, thì đó là những cái lý do mà người đàn ông phải có một cái quỹ riêng cho mình đó Quảng Hân. Nhưng mà nói tới đây thì Quảng Hân phải bênh chị em phụ nữ một tí nha. Tại sao mà chị em phụ nữ lại thích quản lý tiền bạc của chồng? Tức là phụ nữ thì thường rất là đa nghi, tức là cũng sợ là chồng mình đi ra ngoài sẽ có những cái mối quan hệ nó hơi bất chính một tí xíu và sẽ sử dụng cái nguồn tài chính đáng lý phải dành cho gia đình. Vậy thì nếu như mà với tâm lý của người phụ nữ như vậy thì làm sao để mà chúng ta có thể cân bằng được
cái việc chi tiêu tài chính này. Tại sao mà người phụ nữ thích giữ tiền? Bởi vì đơn giản là họ sẽ có một cái cảm giác rất là yên tâm ý. Bởi vì quản lý được tiền thì có nghĩa rằng là các ông chồng sẽ không có những cái cơ hội làm những cái điều gì mà nó khuất tất hoặc là nó không có đúng. Nhưng mà thật ra thì cái suy nghĩ đó không có sai. Nhưng cái vấn đề là chúng ta sẽ phải đặt mình vào vị trí của nhau ấy. Và thật ra cái việc là quản lý tất tần tật mọi thứ như vậy thì đôi khi phụ nữ lại bị mệt hơn ấy. Cũng có rất là nhiều cách mà để vẫn có thể yên tâm. Ví dụ như bây giờ tạo một cái nguồn quỹ đi, tạm coi là quỹ giao cho chồng luôn, và vẫn có thể là kiểm soát cái quỹ đó ở một cái mức độ nhất định để xem rằng là thật ra là chồng mình đã dùng vào cái việc gì, thì lúc đó phụ nữ cũng không lo nữa, bởi vì cái tiền thì nó vẫn còn đó. Nếu như nó bị trồi sụt thì nó có lý do thì cũng rất là yên tâm rồi, đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ xin được mời tiến sĩ tâm lý Hồng Quân cùng với tất cả quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi tiếp coi là trong câu chuyện này lý do là gì nhé. Gì trời, không thành đi, nghĩ sao để cuốn sách đây vậy? Ôi, 802 ngàn. Hôm nay bà đặt dấu quỷ đen với tôi ha. Ông chết cho tụi. Khoan, cha này là mình phải bắt tận tay mới được. Hay chối lắm. Ông dấu quỷ đen hả? Ông chết cho tôi chẳng thành. Đau quá. Mình có tiền ở đây dễ gì mà đã biết được. Trời ơi, dở lên mà không có chắc xỉu luôn quá. Ủa tiền mình để đây đâu mất tiêu rồi ta? Trời ơi. Trời ơi, hết hồn mà. Ông giỡn gì vậy? Em đi chợ mới về. Ngày nào không đi chợ? Hỏi hoài vậy. Kiếm gì? Khỏi đau bụng luôn. Đứng đó cho tôi. Kiếm này hả? 802 ngàn. Sao biết số tiền hay vậy? Của anh nè. Anh để trong đây nè. Xong rồi cái anh chết rồi. Không, đưa đây nè. Không, cái này nè, tiền nè. Đưa đây. 200, đưa đây. Ủa, thấy hả? Thấy. Tiền tôi lẹ lắm. Đưa đây. Có 100 mà thiệt nè. Có 100 mà. 100 nữa. Không, hết rồi, thiệt. Đưa. Không ra khỏi nhà. Nè. Nói hết thiệt rồi đó. Ủa mà sao tiền anh để dưới đây mà sao vợ biết hay vậy? Nè. Cái gì? Điện thoại người ta lấy gì? Ở cái nhà này cái gì cũng là của tôi hết. Tôi biết hết, đặc biệt là tiền là tôi biết nhất nha. Khỏi giấu tôi. Bây giờ mày đặt có quỷ đen phải không? Bây giờ để dành một đống tiền như vậy là cho con nào? Hả? Bịt mặt đi. Cho con nhỏ nào? Đâu có cho nhỏ nào đâu. Cái này là tiền anh để làm công chuyện. Công chuyện gì? Bây giờ khai không? Cái này là tiền. Cho ai? Cho em á. Xạo. Hết cái nói rồi hả? Thiệt. Mắc gì cho tôi? Đây nè, bình tĩnh em ngồi xuống đi, anh nói cho em nghe. Cái này á là tiền tiết kiệm của anh á. Là em biết không, là suốt hơn một tháng nay hả, anh ăn không dám ăn nè, cà phê hả, anh đi ra hả, tụi bạn uống cà phê là anh uống trà đá không á. Anh để dành tiền, anh tiết kiệm. Để anh á, là anh mua cái đầm ở cái trung tâm thương mại cho em. Cái đầm màu hồng hồng mà hôm bữa hai vợ chồng mình đi xong em khen đẹp đó. Xong cái em nhìn vô em kêu mắc quá em không mua. Thì anh thấy em thích. Rồi sắp tới sinh nhật của em nè, cho nên anh cố tình anh để dành tiền anh mua cho em.
chứ làm gì trai. Thiệt không? Ráo bỏ nhà đi bụi liền luôn á. Đi. Không. Hay đó. Tôi tạm thời tin anh đó nha. Nhưng mà hả, mắc mớ gì cho em á thì sao không nói với em? Trời ngu vậy. Ê, nếu mà nói á thì sao gọi là bất ngờ nữa, đúng không? Ờ. Phải bí mật xong về tặng quà cái bất ngờ chứ bà già. Ai già? Không, ý đó cái câu hot ở trên mạng á. Thôi bây giờ là tạm tha đó. Thì thôi bây giờ em biết rồi, thôi không gì. Cái gì vậy? Đưa đây. Ủa tiền anh mà. Đưa đây. Tiền của anh nhưng mà bị em phát hiện, bây giờ thành tiền của em. Ủa gì kỳ vậy? Ủa sao anh nói anh cho em? Rồi rồi anh cho em. Nè mà nói nghe nè, từ nay về sau nha, cấm giấu giếm vợ bất cứ cái gì nghe chưa? Biết rồi. Đặc biệt là tiền bạc. Rồi. Sau khi xem thì quả không thấy đây là một cái tình huống rất là dễ thương à. Hoàn toàn đồng ý, quá là dễ thương luôn. Dạ thưa anh Quân, vậy thì trong cuộc sống hôn nhân gia đình, vợ chồng có nên minh bạch tài chính với nhau? Và người chồng thì có nên có giữ một cái khoản riêng để mà sử dụng và không cần phải thông báo cho người vợ biết hay không ạ? Thật ra thì có rất là nhiều cái cách quản lý tài chính trong gia đình á. Yeah. Và cái điều quan trọng nhất là hai vợ chồng thống nhất và cảm thấy thoải mái cũng như là phù hợp với cách nào, thì cái điều đó mới là cái điều quan trọng. Ở chúng ta theo kiểu thông thường thì chỉ có một người giữ tiền thôi, và thường người giữ tiền là phụ nữ. Bởi vì phụ nữ thì sẽ khá là cẩn trọng, là chi tiết, là kỹ lưỡng, nên là tiền vào tay phụ nữ thì coi bộ như là sẽ an toàn và hiệu quả hơn. Thì đó là cách truyền thống. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là ở văn hóa phương Tây hay là bây giờ các bạn trẻ đó, mình có một cái cách quản lý tài chính khác. Có nghĩa là vợ và chồng đi làm thì ai giữ tiền của người đó, nhưng mà sẽ có một cái khoản chung dành cho gia đình. Thì lúc này người chồng và người vợ đều quản lý được chi tiêu của bản thân, nhưng mà sẽ thống nhất là những cái khoản, là ví dụ như là tiền cho con cái đi học này thì anh chồng sẽ lo, rồi tiền liên quan đến việc nội trợ, ăn uống, mua sắm cho gia đình thì cô vợ sẽ lo, và cả hai đều bỏ vào một cái khoản gọi là khoản tiết kiệm cho gia đình để dự phòng những rủi ro, hoặc là mình có thể thực hiện các cái khoản đầu tư nào đấy. Thì đây là một cách mà có vẻ như là các bạn trẻ sau này thì chọn lựa cái xu hướng này khá là nhiều. Và nếu như chọn cách này thì chắc chắn là không có cái tình trạng là quỹ đen hay quỹ không đen nữa rồi. Yeah. Nhưng mà thường là quỹ đen nó chỉ xuất hiện khi mà chỉ có một người, mà thường là người vợ nắm tiền hết tất cả mọi thứ, thì lúc này quỹ đen mới xuất hiện mà thôi. Dạ. Yeah. Vậy thì nếu như chúng ta cũng đã minh bạch tài chính ngay từ đầu và cũng đã có thống nhất về những khoản chung, khoản riêng để sử dụng cho gia đình mình, nhưng mà nếu như lỡ khi nào đó anh chồng này ảnh cần một cái khoản tiền mà phạm vào cái khoản chung đó, thì lúc này người chồng và người vợ nên cư xử với nhau như thế nào? Trường hợp này hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vì cái số tiền dùng thì bao giờ nó cũng phải có một cái mục đích cụ thể, và miễn là cái số tiền đó nó dùng vào cái mục đích chính đáng thì chắc chắn rằng là người vợ hay là người chồng cũng sẽ rất là thông cảm thôi. Hay là giống như cái tiểu phẩm chúng ta thấy là anh chồng rất là dễ thương, đúng không? Dạ, cái vâng. Việc là cái quỹ mình lúc đầu cô vợ cứ nghĩ là nó đen, nhưng mà thực ra thì nó có đen đâu. Nhưng mà lý do là không thể nào giận được. Đó, dạ. Chính xác. Như vậy là có những trường hợp thì các cô vợ cứ nghĩ là anh chồng sử dụng cái quỹ đó là vào những cái việc gì đó nó mờ ám, nhưng mà thật ra không phải như vậy đâu. Không phải lúc nào cũng cứ nói hết ra thì nó đôi khi nó lại không có hay nữa. Dạ. Mà có những cái điều mà bất ngờ, hoặc là có những cái mà nó rất là thú vị á, thì nó lại làm cho cuộc sống nó trở nên có nhiều cái màu sắc hơn, nhiều cái sự thi vị hơn. Nên là cái điều quan trọng nhất trong việc quản lý tài chính vẫn là sự thống nhất và sự rõ ràng, thì mọi sự nó sẽ thuận lợi hơn, đúng không Quản Hanh và quý vị? Cảm ơn những chia sẻ ngày hôm nay của tiến sĩ tâm lý Hồng Quân rất là nhiều. Và chương trình Câu Chuyện Phái Mạnh của chúng ta đến đây là kết thúc. Chương trình được phát sóng trên kênh VTV9 Đài Truyền Hình Việt Nam. Một lần nữa xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị.